Hello, chào các bạn nha. Đây là hai tai nấm linh chi nhà. Và đây là mình hôm qua mình có gặp một tai nấm mọc tự nhiên ở rừng và đang chưa phát triển hết. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tai nấm linh chi ở nhà. Tai tai này linh chi còn non chưa hái được ha. Các bạn nhìn này. Khi nào cái vòng trắng này nó hết, tức là cái vòng lòng đỏ này, nó đỏ đỏ hết ra ngoài đến cái tai ngoài này nha, là lúc đấy hái được như cái tai bên này đó. Rồi đó, khi nào đủ tuổi là các bạn hái được. Như tai nấm hôm qua mình xem thấy thì các bạn đợi khi nào nó được như tai bên này các bạn hái nhá. Và hiện tại khi là đi phát triển được như vậy là đây, ở cái mặt này là mặt bào tử phun ha, đây rất là đỏ, rất là mịn. Đây là dược tính của nó ha. Đây mới phải cái tinh túy của nấm nấm linh chi nhá. Nhiều bạn không biết là đem về rửa là không 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 phải nha, đây là tinh túy của nấm đấy, dược tính tất cả nằm ở cái bột này. Và mình có một lưu ý ở đây là nấm linh chi rừng và nấm linh chi nhà. Linh chi nhà ấy thì mình sẽ trồng bảo quản được, và mình bảo quản được cái bột này và đến cái tuổi thu hái mới đạt cái chất liệu và dược tính nó cao nhất. Còn non quá như cái này ấy, là nó chưa có dược tính à. Nó xài nếu mà mình lấy về ngâm rượu hoặc là đun trà uống thì nó sẽ không có tác dụng gì. Chúng mình lấy một cái sáp gỗ về đun nước uống chẳng hạn ha, sáp gỗ hoặc ngâm đun nước hoặc ngâm rượu thì cũng không có tác dụng gì. Khi nào đạt đủ tuổi như cái này này là các bạn mới thu hái và sử dụng, là mới đạt hết cái giá trị dinh dưỡng của nó nha, và công dụng của nó mới tốt nha các bạn nha, lưu ý nha. Rồi tạm biệt các bạn.